Mẫu xe UQE 2024 vừa được liên doanh xe máy Nhật Bản Uyang Honda giới thiệu tại thị trường Trung Quốc. Thiết kế của UQE 2024 thiên về xe đạp điện hơn là xe máy điện nói chung. Xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED, lắp thêm bàn đạp để người sử dụng có thể dùng khi hết pin. Điểm nhấn của UQE tập trung vào công nghệ với hệ thống khóa thông minh, có thể điều khiển từ xa và hỗ trợ chìa khóa kỹ thuật số. Đồng hồ LCD hiển thị đầy đủ thông tin xe như báo cuộc gọi, dung lượng pin, quãng đường, tốc độ. UQE sử dụng hệ thống giảm sóc trước kiểu ống lồng, giảm chấn thủy lực và cặp giảm sóc sau lò xo trụ, giảm chấn thủy lực. Hệ thống an toàn với phanh đĩa đơn trước và phanh chống sau, yên đôi với yên sau đặt thấp, các tiện ích khác như hộc đồ trước hay móc treo đồ. Honda cung cấp 3 lựa chọn pin cho xe với phạm vi hoạt động tối đa 80 km sau mỗi lần sạc đầy. Là xe máy điện mini, UQE trang bị motor điện 0,5 mã lực, tốc độ tối đa 40 km/h. Xe đang được bán tại Trung Quốc với giá dao động từ 370 đến 560 USD, tương đương từ 9 đến 14 triệu đồng.